ai? Ơ, chú Tuấn trong xe. Mày con cái như ai mà tao trông quen thế nhỉ? Ơ, thế chú không nhận ra cháu à? Ngày trước ấy cháu chả hay gửi xe ở chỗ chú đấy gì. Chú hay gọi cháu là cái gì? Em cháu ấy. À, phải là em cháu mà ngày xưa tao tán tỉnh mãi đúng không? Sao bây giờ trông mày khác thế? Chồng cứ ngổn ngộn cả. Chú này, cháu mới đi du học ở bên châu Âu về. Chắc là ăn nhiều chuối tây nên là nó mới thành ra thế này đấy. Đợt này ấy, là cháu về quê để ăn Tết. Được, Tết nhất ấy, mà nhớ về gia đình ấy, là được rồi. Mà mày có bận gì không? Mày trông cho chú cái bãi xe cái. Để chú chạy ra ngoài chợ mua cái cành đào. Không phải muộn quá rồi. Vâng, để cho chú cứ đi. Nhá, đi trông hộ chú cái nhá. Vâng, rồi chú cứ yên tâm, chú đi. Năng chiêu lung linh muôn hoa vàng. Mình xin lỗi được chưa? Em ơi. Dạ. Ông Tùng đâu? Chú Tùng đi mua cành đào rồi ạ. Ồ, thế gửi xe để mua em. Gửi xe để mua em ấy. Hè gì ạ? Đang mùa đông mà anh. Con đi đây. Hè đông gì đây? Tao hỏi mi đã gửi xe để mua đấy mi. Dạ. Mi gì anh? Em là Tuyết mà anh. Ôi, chắc anh nhầm rồi. Mày giữ ý mi răng. Răng ngồi cái gì ạ? Định đấm mình nhỉ? Có chuyện gì đấy em cháu? Chú ơi, chú vào xem khách của chú làm sao ấy. Cứ kiểu gì ấy, còn định đấm cháu lệch răng đây này. Anh ơi, thế có chuyện gì thế anh? Ý tôi là như này. Hồi nãy giờ đấy, là tôi hỏi nó là để gửi xe ở đâu. Tôi là nãy giờ là tôi nói tiếng địa phương, tiếng mẹ đẻ của tôi. Nó cứ chố mắt lên rồi. Tiếng quê tôi ấy, chỉ những người có học thức, có địa vị mới nghe được tôi, mới hiểu được thôi, ông hiểu không? Tôi là tôi đang rất bực mình đấy. Anh ơi, anh cho em xin lỗi anh. Anh cứ nói giọng địa phương của anh đi. Em hiểu mà, em có học vấn. Anh nói ra đây em hiểu ngay. Hiểu hả? Dư lý nhá. Túi tôi bảo con đi là gửi xe để mua lầm hố. Túi ơi, em có mặn được tôi tổ ra đi. Anh ơi, em cũng không hiểu anh ạ. Anh cứ nói giọng địa phương của anh, em hiểu mà. Tối nay tôi bảo con nghĩ là gửi xe để mua lầm hố. Em cũng không hiểu anh ạ.